Chấn động lời tiên tri về năm 2022, đại dịch sắp kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm đầu năm mới, cũng là lúc nhiều người sẽ tìm hỏi về một năm sẽ diễn ra như thế nào qua những lời tiên tri. Đó là lý do vì sao các nhà tiên tri như bà Vanga mù hay Nostradamus lại xuất hiện nhiều trên các trang tìm kiếm. Dù phần lớn những lời tiên tri đều khá đáng sợ và âm u, nhưng cũng có những dự đoán cho rằng đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt vào nửa cuối năm nay. Nhà tiên tri Vanga. Lời tiên tri của bà Vanga luôn mang theo một bức tranh có phần u ám và lạnh lẽo. Năm 2022 cũng không phải là ngoại lệ, khi được dự đoán sẽ có một loại virus nguy hiểm sẽ trỗi dậy sau hàng chục nghìn năm ngủ đông trong các dòng sông băng ở Siberia. Rất có thể virus sẽ gây ra một đại dịch mới. Về thiên tai, bà tin rằng Australia và một số quốc gia châu Á có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng vì mất mùa, vì biến đổi khí hậu mà nhiều nơi trên thế giới sẽ trải qua nạn đói khủng khiếp. Chiến tranh xung đột có thể nổ ra vì thức ăn đồ uống. Riêng Ấn Độ sẽ phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp khi các loài ký sinh phá hoại mùa màng tại quốc gia này. Không những thế, nắng nóng nhiệt độ cao có thể khiến quốc gia này lâm vào khủng hoảng. Bà Vanga cho biết năm 2022 là năm trỗi dậy của rồng phương Đông. Bà Vanga cũng cho rằng năm 2022, con người sẽ chạm trán người ngoài hành tinh và những sinh vật lạ kia không đến cho hòa bình như chúng ta vẫn tưởng. Vì tàu của người ngoài hành tinh sẽ tấn công trái đất và chúng sẽ ném bom các thành phố và bắt giam người dân. Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus. Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus tên thật là Michel de Nostradamus, sống trong thế kỷ 16. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Les Prophéties, tạm dịch những lời tiên tri, xuất bản năm 1555, tập hợp những lời tiên đoán của ông về tương lai. Theo Nostradamus, năm 2022 đầy biến động với sự trỗi dậy của AI, tiểu hành tinh va vào trái đất và nạn đói hoành hành khắp nơi. Ông đã mô tả năm 2022 bằng những áng thơ sau: "Tôi đã nhìn thấy một ngọn lửa rơi trên bầu trời." Nostradamus cảnh báo một ngọn lửa rơi trên bầu trời như một dấu hiệu cho thấy năm 2022 đầy biến động. Ngọn lửa ở đây được nhiều chuyên gia hiểu là một tiểu hành tinh ma sát với trái đất tạo thành quả cầu lửa. Như vậy, trong năm 2022 có thể chứng kiến một tiểu hành tinh va chạm với bề mặt của trái đất. Nhà tiên tri người Pháp cũng viết rằng không có tu sĩ nào lại biết được rằng mật ong đắt hơn nến và giá lúa mì lại cao đến vậy. Câu thơ này được các chuyên gia hiểu là thế giới sẽ trải qua nạn đói quy mô toàn cầu hoặc lạm phát khiến giá lương thực tăng cao. Mô tả cuối cùng của Nostradamus về năm 2022 là những ngọn núi cao dưới ánh trăng tròn chỉ có thể nhìn thấy bởi nhà thông thái. Các tông đồ của nhà thông thái ấy ai cũng bất tử, với ánh mắt nhìn về phía bắc, cánh tay trên ngực và toàn bộ cơ thể của họ bốc cháy. Người ta tin rằng nhà thông thái ở đây chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, và AI sẽ trỗi dậy, khống chế được con người. Dato Anthony Cheng, nhà tiên tri người Malaysia. Nhà tiên tri này từng liệt kê 14 dự ngôn cho năm 2020, cuối cùng thì 13 trong số đó đã trở thành sự thật. Mới đây ông lại đưa ra những lời tiên tri cho năm 2022, trong đó nổi bật là dự đoán về đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt. Tháng này là lưỡng cực tốt xấu. Ông nói về tháng đầu năm 2022, nếu xấu thì nửa đầu năm vẫn có dịch, nửa cuối năm mới nhìn thấy ánh sáng rạng đông. Nếu dịch bệnh giảm dần trong tháng này thì xin chúc mừng mọi người vì thế giới đã có hy vọng, bệnh dịch sẽ giảm nhanh chóng trong nửa đầu năm. Nó có hai năng lượng bất đồng tồn tại trong một lúc như vậy. Trong quá khứ, bệnh cúm Tây Ban Nha đột ngột biến mất sau 3 năm. Hiện nay đại dịch COVID-19 cũng đã hoành hành được 3 năm và bây giờ Omicron xuất hiện, nhưng khả năng gây thiệt hại về nhân mạng đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù khả năng lây lan rất cao, nhưng tôi nghĩ đó là một điều tốt vì nó sẽ làm cho toàn thế giới đạt được khả năng miễn dịch chung nhanh hơn. Ngoài dịch bệnh, Cheng cũng dự đoán về một năm 2022 nhiều biến động khi có nhiều scandal trong tài chính, kinh doanh, các công ty công nghệ bị tẩy chay, khủng hoảng lạm phát trên diện rộng, mất cân bằng chuỗi cung ứng, khủng hoảng lương thực, năng lượng, khí hậu bất thường. Trong đó, tháng đại hung được nhà tiên tri Dato Anthony Cheng nhấn mạnh kéo dài từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 sẽ xảy ra nhiều đại sự đáng chú ý trên toàn thế giới. Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand. Thần đồng tiên tri Ấn Độ 16 tuổi trong những năm gần đây được chú ý của truyền thông khi liên tiếp có những dự báo khá chính xác về đại dịch COVID-19. Trong video với tựa đề "Biến thể Omicron, rủi ro lợi ích và dự báo về COVID-19", thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo rằng biến thể Omicron sẽ gây nguy hiểm trong thời gian ngắn, nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài. Abhigya Anand dự báo trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, biến thể Omicron sẽ gây ra làn sóng dịch bệnh lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới, tạo ra những hệ lụy về sức khỏe của con người, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo nhà tiên tri trẻ tuổi, khoảng thời gian nguy hiểm do đại dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng qua đi. Theo đó, thời điểm cả thế giới khó khăn nhất khi đối mặt với biến thể Omicron sẽ diễn ra trong 5 tháng, từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, đặc biệt là từ thời điểm đạt đỉnh vào cuối tháng 4 năm 2022. Bằng những tính toán dựa trên thuật chiêm tinh, Abhigya Anand nói đến sự nghịch hành của sao mộc vào tháng 6 năm 2021 và việc thiên thạch va vào sao mộc ngày 13 tháng 9 năm 2021, gây ra rất nhiều năng lượng tiêu cực cho thời gian kế tiếp, biểu hiện bằng thiên tai, biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng kinh tế, nạn đói hoành hành, đứt gãy chuỗi cung ứng. Nicolas Aujula, nhà tiên tri 35 tuổi người gốc Brazil nhưng hiện đang sinh sống tại thành phố London, nước Anh, là một nhà trị liệu, nhà ngoại cảm và nhà chiêm tinh học. Tên tuổi của Nicolas Aujula bắt đầu được nhiều người biết đến khi dự đoán của anh về tương lai lần lượt trở thành sự thật. Nicolas cho biết anh đã phát hiện ra năng lực đặc biệt của mình khi còn nhỏ, nhưng phải đến 17 tuổi, anh mới bắt đầu sử dụng nó. Nicolas quyết định từ bỏ việc học lịch sử và kinh tế tại trường đại học để chuyên tâm theo đuổi công việc trị liệu và ngoại cảm. Anh nói rằng mình có thể thấy trước tương lai thông qua những giấc mơ. Nicolas tin rằng ở những kiếp trước, anh từng là nữ hoàng Ai Cập, một người hầu gái, một nữ giáo viên trong cuộc cách mạng Pháp, một con nai, một con sư tử, thậm chí từng sống ở một thiên hà khác. Tôi đã có những trải nghiệm ngoài cơ thể của mình và tôi có thể nhìn thấy tiền kiếp của mình. Không có logic nào cho điều đó, nhưng tôi biết những gì tôi đang thấy là bản thân ở kiếp trước. Tôi đã có hàng nghìn tiền kiếp, Nicolas nói. Trước đây, Nicolas từng dự đoán chính xác một số sự kiện của thế giới như đại dịch COVID-19, sự thất bại của ông Donald Trump trước cuộc tái tranh cử tổng thống, cuộc biểu tình quy mô toàn cầu liên quan tới sự kiện Black Lives Matter, vụ ly hôn của Kim Kardashian, Meghan Markle xuất hiện trên truyền hình hay sự qua đời của một nhà lãnh đạo thế giới. Trong năm 2022, nhà ngoại cảm trẻ tuổi này cũng nhìn trước được nhiều sự kiện. Anh tiên tri rằng năm 2022 sẽ xuất hiện nhiều hỗn loạn và biến cố, tuy nhiên cũng không phải không có điểm sáng. Đầu tiên, Nicolas nhận định rằng trong năm 2022, có một loại virus mới sẽ xuất hiện và nó có liên quan đến món súp gà. Điều này khiến nhiều người lo ngại về một dịch bệnh khác có thể xảy ra trong tương lai. Nicolas dự đoán rằng năm 2022 sẽ là một năm tuyệt vời đối với Hoàng gia Anh. Nữ Hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ đón nhận nhiều niềm hạnh phúc hơn năm 2021 và mong đợi lễ kỷ niệm Bạch Kim để công nhận 70 năm ngày bà lên ngôi nữ hoàng. Thái tử Charles và công tước Camilla sẽ ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, trong khi đó hoàng tử William và công tước Kate Middleton tiếp tục có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhà ngoại cảm Nicolas còn đưa ra dự đoán về một số nhân vật nổi tiếng khác, ví dụ như nữ ca sĩ Madonna hay huyền thoại Hollywood Will Smith sẽ phải đón nhận tin buồn. Nicolas Aujula cho rằng vào năm 2022, quả lý gai sẽ trở thành một loại siêu thực phẩm được nhiều người săn tìm, trở thành món ăn nổi tiếng. Nicolas tiên tri rằng quê hương Brazil của mình sẽ giành chiến thắng trong một sự kiện thể thao lớn vào năm 2022. Trên toàn cầu, nhà ngoại cảm này cho rằng cuộc đấu tranh giữa các siêu cường và một cuộc chạy đua không gian mới giữa Trung Quốc và Nga sẽ tiếp diễn. Trong tương lai, anh tin rằng Trung Quốc sẽ thống trị thế giới. Các bạn có nghĩ những lời tiên tri này sẽ trở thành sự thật trong năm 2022 hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Video của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.